Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các Thánh Thiên Thần. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bạn chị em, ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên phong 117 vị lên hàng hiển thánh. Đến năm 2000 thì chúng ta có thêm một vị chân phước là thầy André Phú Yên. Nhưng mà đó là con số tượng trưng với biết bao nhiêu người đã minh chứng đức tin, có thể hàng trăm ngàn mà giáo hội chúng ta cũng không biết rõ được. Nhưng mà chính hạt giống đức tin này mà chúng ta nhớ đến giáo phụ Tertulliano đã nói: máu các thánh tử đào đổ ra là hạt giống chỗ sinh niềm tin công giáo. Đó là điều tuyệt vời. Như chúng ta thấy, thời kỳ bắc hại khốc liệt nhất là thời vua Minh Mạng và Tự Đức. Thời kỳ đó cả hàng trăm ngàn người chết vì những ông vua không muốn cho người ta theo đạo. Và đạo công giáo chúng ta lúc bấy giờ, người ta gán ghép, người ta phỉ nhổ, người ta vu khống, người ta nói là tà đạo. Cái điều đó đã trải qua năm thế kỷ cho đến ngày hôm nay. Chắc chắn lịch sử Việt Nam sẽ sửa lại, đạo chúng ta không phải như họ nói. Để rồi biết bao nhiêu máu đào đổ ra trên quê hương đất nước chúng ta. Thế thì chúng ta thấy cái điều làm cho chúng ta được vui mừng và hy vọng là các ngài đã dũng cảm minh chứng đức tin, cho dù có như thế nào cũng không bao giờ bước qua thánh giá, cũng không bao giờ chối đạo. Thì ngày hôm nay với cái thời đại chúng ta đang sống, chúng ta suy nghĩ thế nào để làm chứng cho Chúa? Chúng ta dịch nghĩa tử vì đạo hay là tử đạo, nghĩa là chết vì đạo. Nhưng mà cái nghĩa của nguyên ngữ của nó là người làm chứng. Martyrium Latin nói là người làm chứng. Làm chứng cái gì? Làm chứng cho một con người, một lý tưởng. Như chúng ta thấy các ngài làm chứng cho Đức Kitô, một lý tưởng là đức tin vào một Thiên Chúa duy nhất. Cái điều đó mời gọi chúng ta hôm nay sống thế nào đây? Chúng ta có dám làm chứng cho Chúa bằng sự chọn lựa Chúa hơn tất cả mọi sự trong cuộc sống mình hay không? Nhiều khi mình chối đạo mà mình không biết đó. Ví dụ sau năm 75, cái thời kỳ khó khăn, chúng ta thấy có những người là công giáo nhưng mà cái chứng minh nhân dân đằng sau á, ghi cái chữ tôn giáo á, đâu có dám khai mình là công giáo. Bởi vì khai in vào chứng minh nhân dân thì chịu nhiều thiệt thòi. Ví dụ như tôi thời kỳ đó đi thi đại học, gia đình công giáo đã đành,
bố người ta liệt vào là đi lính chế độ cũ, đi thi đại học. Cái sự ưu tiên điểm thôi đó, người ta ưu tiên 1, tôi tới ưu tiên 10 lần, mà khoảng cách là 10 mấy điểm, thì làm sao mà mình thi đậu đại học nữa. Mà lúc đó mình có dám, mình luôn luôn là người công giáo không? Hay là mình xóa đi để cho mình đỡ? Đó là những cái điều sống thực tế ngày hôm nay, làm chứng cho Chúa đó, tử vì đạo cho Chúa đó, mình có dám không? Có những người vì muốn làm hiệu trưởng, hiệu phó, vì muốn giữ cái chức giám đốc, khai đâu có phải là công giáo, chối Chúa đó. Thấy không? Nếu ở đây ai mà bị như vậy đó, thì mình suy nghĩ lại đi. Cái cuộc sống của mình chẳng lẽ vì cái chức giám đốc, cái đồng tiền như thế mình bỏ Chúa thế không? Ngày hôm nay vậy, Chúa đã từng nói là không thể làm tôi hai chủ được, không thể làm tôi vừa Thiên Chúa vừa tiền bạc được. Chúa nói đó. Cho nên ngày hôm nay không phải là mình ra pháp trường mình bị người ta chặt đầu mới gọi là tử đạo, mà tử đạo hằng ngày trong gia đình của mình, vợ với chồng chịu đựng lẫn nhau, hài hòa yêu thương, vì cái này vì Chúa, vì đạo. Thôi mình cố gắng, mình gìn giữ gia đình vì Chúa, vì con cái, mình không có ly dị. Thấy không? Có những vợ chồng cứ ích kỷ, chỉ biết cho mình, con cái như thế, mất cha mất mẹ. Mình không dám tử vì đạo hằng ngày. Đừng có nói đâu xa ấy. Cụ thể mỗi ngày mình sống với gia đình, hai vợ chồng, cha mẹ, con cái, sống như thế nào là mình cũng đã làm chứng, mình gọi là tử đạo với nhau, để mà giữ được cái gia đình hạnh phúc bình an. Đó là tử đạo đấy. Không cần phải đi đâu xa, không cần phải nói cái gì nữa. Trên mây trên trời, cụ thể gia đình của chúng ta đang sống như thế nào. Thấy không? Cho nên chúng ta thấy con em mình nó học quá, nó đi lễ nó ngủ, thôi kệ cho nó ngủ nha, đừng kêu nó vậy. Nếu như con mình ở nhà mà nó buồn ngủ đang khi học á, cứ để cho nó ngủ. Học bây giờ áp lực lắm, đừng có áp lực nó ngủ, nó học, học quá nó nhảy lầu, nó tự tử. Thấy không? Đã nghe tin rồi. Cho nên ngày hôm nay nó ngủ cứ cho ngủ. Ngày xưa mà tôi mà ngủ như vậy ông cha sợ ông quất chết. Ngày nay thì ông cha sợ dễ lắm, không có dám đánh, kệ vui vẻ. Cho nên là chúng ta thấy đó là mình sống thích nghi với mọi thời, chứ không phải là chúng ta thấy cái kiều này. Thì hôm nay chúng ta cũng nghe nói đến ngày quốc tế dành cho người nghèo. Sáng nay tôi nghe thấy anh Vũ này, anh đưa tin hạt Chí Hòa là đã làm giúp đỡ cho người nghèo quá trời. Rồi sáng nay tôi cũng nghe Caritas của hạt Phú Thọ họp mặt ở đây, thì không biết có làm gì, đó là tốt. Ngày hôm nay và ngày mai sẽ có nhiều nơi để mà làm cái hoạt động là giúp đỡ bác ái cho người nghèo, vì đó là lời yêu cầu của Đức Thánh Cha Francisco 6 lần rồi, 6 năm rồi. Thế thì nghèo thế nào? Anh chị em không biết bây giờ có tiếng chưa? Con cứ chiếu đi xem hình ha. Tôi cũng mới xem chiều hôm nay, một người phụ nữ không tay không chân mà tự lập bán vé số thế nào, chúng ta xem. Rồi con cho chạy đi, rồi con tắt đi vì nó dài lắm, ai muốn coi cứ lên YouTube. Một đánh người phụ nữ không tay không chân là coi tới 30 mấy phút lận. Tôi chiếu như vậy để làm gì? Lâu lâu có cái video clip nào, lâu lâu có cái gì hình ảnh gì đó chiếu lên cho anh chị em xem, đúng không?
nó cụ thể. Này hình mà không có tiếng, mặc dù là ở dưới nó có tiếng, mà từ cái đó câu lên cái âm thanh nhà thờ không có. Chịu. Cái nhà thờ khác tôi dâng lễ là có đầy đủ, tôi chiếu cái gì cũng có, thiếu nhi cũng được coi, thiếu nhi chiếu kiểu thiếu nhi. Thì bây giờ mình có đi, từ từ nói ông cha sợ ông làm, để lâu lâu đó. Giờ cái chiếu không có hình, không có hình mà không có tiếng nữa. Ê, chúng ta thấy không, một người phụ nữ có lẽ là bị chất độc màu da cam, người ở Khánh Hòa, Ninh Thuận gì đó, di cư vào Sài Gòn, Bình Dương. Cô này thì ở Bình Dương, còn nhiều người khác ở Sài Gòn. Bán vé số, đáng lẽ là xã hội, đáng lẽ là giáo hội chúng ta phải lo. Cụt tay cụt chân còn hơn cả cái anh Nick Vũ gì mà cái hồi Việt Nam ảnh nước ngoài ảnh sang đó, cũng có nghị lực đấy. Bán vé số đâu, đánh răng gọt xoài mới rồi. Bởi vì mình có hai tay hai chân thì phải biết tạ ơn Chúa. Người ta không có, người ta nghị lực như vậy, người ta nghèo khổ như vậy mà không đi ăn xin nha, đi bán vé số. Và có một cái bàn ngay cái đường chính, người ta cho bán những cái bánh ở trên cái bàn đó, người ta giúp đỡ. Và bây giờ là biết lái xe lăn đi về luôn bằng điện, hay lắm. Lên coi đi, vì đây không có giờ. Ý, chúng ta nhớ người nghèo hôm nay. Người nghèo chúng ta lúc nào cũng có. Mà anh chị em biết là tu viện Mai Khôi chúng tôi sáng thứ bảy nào cũng phát cơm cho người nghèo á, mà nấu ngon quá đó. Như sáng nay phát chưa đến 30 phút mà gần 700 suất cơm hết sạch. Vì thứ nhất mình nấu ngon, gạo ngon, đồ ăn ngon, người ta phải ăn, người ta thích. Còn nấu đừng có nấu dở, cho người nghèo đừng cho ăn dở. Dở nó lấy đồ ăn xong rồi nó dục cơm hết à. Như bệnh viện ung bú tôi chứng kiến, nó ra nó thấy dở quá nó dục hết. Phí. Mình làm là làm cho ra trò. Đó, mua gạo thiệt ngon, ngon hơn tu viện chúng tôi ăn. Nhiều khi mình thèm á, mình đi ra mình thấy nó ăn ngon hơn trong nhà cơm của tu viện các cha ăn dở. Nó ăn ngon hơn mình, người nghèo ngon hơn các cha đó. Như vậy nó mới mau hết. Lúc nào cũng hết, không đủ để phát. Như sáng nay phải xin là thôi tuần sau tới, chứ bây giờ hết rồi. À, thế thì chúng ta thấy là cái điều gì? Ngộ lắm nha anh chị em. Vì các cha chúng tôi cũng có gốc là người Đồng Nai, thuộc giáo phận Xuân Lộc, mới kể thế này nè. Những Caritas ở Đồng Nai, Xuân Lộc á, đến từng nhà người nghèo đưa đồ người nghèo, người ta không nhận. Người ta sĩ diện như nè, tôi đâu có nghèo, tôi đâu có nhận đồ nghèo. Cho nên những người nghèo từ khắp mọi miền đất nước tập trung ở thành phố lớn, nhất là Sài Gòn. Anh chị em thấy không, người nghèo ở Sài Gòn là đông nhất. Vì cái gì cũng dễ dàng, đi xin nhiều nơi làm. Cho nên Caritas ở Xuân Lộc là không có việc làm, vì người nghèo không đến. Nói ở đó khó khăn rồi này kia, rồi có những gia đình sĩ gì. Thế không, chúng ta thấy lạ. Cái đó là điều lạ lùng. Cho nên người ta nói là người nghèo, người nghèo khổ ăn xin gì, tập trung ở Sài Gòn rất đông. Và các giáo xứ Caritas làm việc không xuể đâu. Nên ngày hôm nay thôi, Chúa thương cho cái mảnh đất Sài Gòn này nhiều điều thuận lợi. Đặc biệt không phải cho chúng ta mà cả người nghèo, người ta cảm thấy là ở đây sướng hơn đi các vùng biên hòa, Hố Nai, Bà Rịa. Người nghèo không tập trung đâu, mà chỉ có Sài Gòn mình. Đó là cái điều lạ lùng mà anh chị em thử tìm hiểu thêm. Thì ngày hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa, các thánh tư đạo Việt Nam nhớ đến người nghèo theo lời gì? Kêu gọi của Đức Giáo Hoàng, để mình làm cái gì đó, bác ái cho người nghèo, yêu thương. Nhất là những cái trường hợp không tay không chân như vậy nhiều lắm. Đó là cái điều mà chúng ta cố gắng để thực hành bác ái yêu thương
trong ngày đại lễ này.